Đùi gà chiên giòn, ngon như ngoài quán, chắc chắn bạn nhỏ nào cũng thích mê. Trong video hôm nay, Phương sẽ chia sẻ các bạn cách tự chiên đùi gà như KFC ở nhà nhé. Với cách làm rất đơn giản. Ở đây thì Phương có chuẩn bị khoảng 500g má đùi gà CP gà công nghiệp nha các bạn nha. Thì Phương sẽ cho ra một cái chậu để rửa sạch trước này. Các bạn có thể cho một chút giấm chanh hoặc là muối để trà sát lên đùi gà nhé, cho bớt tanh. Và các bạn rửa đi rửa lại nhiều lần với nước sạch. Rồi sau khi mà rửa sạch rồi thì Phương sẽ sử dụng một quả trứng gà. Đó, các bạn đập và cho hết một quả trứng này vào phần gà đã rửa sạch cho Phương nha. Rồi các bạn khuấy đều lên này. Tiếp theo các bạn bỏ vào đây cho Phương là một thìa cà phê muối canh nha. Và tiếp theo thì các bạn sử dụng cho Phương là bột chiên giòn, nhưng mà loại bột chiên giòn pha với nước, vì ở đây là thịt gà chúng ta đã ướp bằng trứng rồi và lòng trắng trứng thì cũng rất là nhiều nước nên các bạn cũng không cần pha nước với bột nữa nha. Các bạn cho trực tiếp vào tô thịt gà này. Có rất nhiều hãng bột chiên giòn khác nhau, tuy nhiên thì các bạn nhỏ nhà Phương thích cái vị của Mi Quân là tại vì gia vị nó vừa, nó không bị lồng quá giữa các cái hương liệu của hãng bột chiên giòn khác ấy. Tuy nhiên thì các bạn có thể tùy lựa chọn nhé. Và ở đây thì Phương sẽ cho hết một gói bột này này, và Phương sẽ khuấy đều lên để cho bột được hòa quyện với cả đùi gà nhé. Nếu như các bạn thấy hơi khô ấy, nó chưa đủ cái độ ướt thì các bạn có thể cho thêm một chút nước vào, hoặc các bạn cũng có thể đập thêm một quả trứng vào nhá, thì nó sẽ càng ngon, đùi gà chiên sẽ càng thơm càng béo đấy các bạn. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn lêm cho Phương một thìa cà phê bột ngọt nha. Tiếp theo thì các bạn cho một phần bột chiên xù ra cái tô cho Phương, tô bên cạnh cho Phương nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắc một cái chảo để chiên đùi gà. Rồi bây giờ các bạn nhúng cái phần thịt đùi này, các bạn nhúng đều hết các mặt để cho bột chiên xù bám phủ xung quanh hết đùi gà nha. Dầu sôi lên thì các bạn thả lần lượt từng miếng đùi gà này các bạn đã lăn qua bột chiên xù cho vào chảo. Tiếp tục thì các bạn cũng làm tương tự như vậy cho Phương. Các bạn tẩm hết các phần đùi gà còn lại sang bên bột chiên xù, rồi các bạn lại cho sang chảo và chúng ta chiên. Và chúng ta khi mà chiên ấy thì các bạn thấy bắt đầu mặt bên kia vàng thì các bạn trở lật để chiên tiếp phần còn lại. Cách chiên đùi gà chiên giòn kiểu này thật sự rất là ngon, ăn rất là béo ngậy nha các bạn nha. Nếu như các bạn áp dụng theo công thức mà Phương chia sẻ, các bạn chỉ cần dùng một quả trứng gà thôi, và các bạn dùng bột loại bột ướt nhé. Các bạn đừng dùng bột khô, tại vì Phương thấy là bột khô thông thường là họ mix rất là nhiều các cái gia vị hương liệu ấy, sẽ rất là khó ăn. Khi mà chúng ta muốn lêm lếm điều chỉnh theo cái gia vị khẩu vị của gia đình cũng sẽ rất là khó nha các bạn nha. Hoặc cũng tùy vào khẩu vị của các bạn mà các bạn có thể lựa chọn sao cho phù hợp nha. Như vậy là Phương đã chia sẻ xong các bạn cách chiên đùi gà làm sao để cho ngon rồi đấy. Chúc các bạn thành công, và nếu như các bạn thấy video hữu ích thì hãy tặng cho Phương một like và bấm vào nút đăng ký để nhận chuông thông báo khi Phương đăng tải và chia sẻ những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.